các fan hâm mộ của VPA. Mình là Trúc Anh và hiện tại Trúc Anh đang có mặt tại CIS là sân nhà của các cầu thủ đội Sài Gòn Heat. Và hiện tại thì bây giờ chúng mình sẽ vào xem là các cầu thủ đang tập luyện như thế nào nha. Chúng ta hiện tại đang có mặt trong chương trình Miss Challenge. Đây là chương trình mà chúng ta sẽ có những thử thách vô cùng thú vị, hấp dẫn để xem là những cầu thủ của chúng ta ngoài việc chơi bóng thì họ còn có thể làm được những gì nữa khác nhé. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với các bạn một chút nha. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân bạn được không ạ? Xin chào các bạn, mình tên là Lê Ngọc Tú. Ok, được, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is David Arnold. David? Yeah. Okay, thank you. Yeah. So, hi. What's your name? I'm Darius Lewis. You're very tall. How tall are you? How tall am I? 2.11 meters. 2.11? Okay. Yeah, do you guys like eggs? No. No? You don't like it? When they're cooked. So I'm gonna make you like it today. Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi vô cùng là thú vị nha. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta có 10 quả trứng ở trên bàn và trò chơi này có tên là Egg Roulette Challenge. Trong 10 quả trứng này thì sẽ chỉ có 6 quả đã được luộc chín và có 4 quả trứng sống. Lần lượt mỗi cầu thủ sẽ phải chọn một quả và đập thật là nhanh vào đầu của mình. Và khi đã chọn rồi thì họ sẽ không được chọn lại lần nữa. Và Trung Anh thì sẽ cùng tham gia với các cầu thủ, cùng chia ngọt sẻ bùi với họ khi mà có một quả cuối cùng. Đó là sẽ là quả trứng của Trung Anh. Let's Three. Play. Who wants to play first? No. Okay. Have fun. Hey. Yeah. Do I go? Go. Wow. Yeah. Okay. So, you? No. Enjoy. This. Tú. Oh! Yeah! Oh yeah! Yeah. I already know this is gonna crack over my head. Hey, go, go. Are you sure about the choice? He has no second choice. I have no second choice. Do I have second choice? No. Nope, are you sure? Go. Are you sure? No. Just crack it. Right with me. Oh! Yeah! 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 Oh, hell no! No way! Oh, I got nasty egg all over me. Oh, yeah, baby! Help! Oh, I'm upset. Oh, no! Trust me? No? I really don't trust you. Why? At all. This How about we save this one for you? This one, look, we're gonna save this one for her since she wants us to do it so bad. Oh, oh man. Oh my god. If I get another one, dude, I'm gonna. And the thing is, you know, as soon as you pick it up, you know, bro. But immediately. No second choice. Oh. Yeah! Let's go! There's I'm done! Left. There's two I'm left. Done! Okay. Hey, you were saving that one for her! Oh, sorry. Oh. And you take the one that's left? Yeah. You promise? That one. One draw. No, no. Okay. I'm telling you. Yes, good. It's good. No! That's why I messed up last time. Come on. When you touch it, you have to crack it immediately, okay? Yeah. No. Told you. What I say? Yeah. Hey, wait. No. I don't think we should. When you pick it up immediately. When you pick it up, you have to crack it immediately. Immediately. We're here. Wait. Hold on. Please tell us your name again. Chúc Anh. And how long have you been cracking eggs on your head? Never. Never? Well, there's a first time for everything. Let's see it happen. Do you want a gift? No, we already know. No, we have a gift for you. Okay. I feel so bad for her right now. Yeah, you gotta do it. Okay, yeah. Freezing me. Trò chơi vừa rồi và bây giờ thì
Chứ anh thấy các cầu thủ của chúng ta có vẻ rất là vui với thử thách vừa rồi. Mình sẽ hỏi xem là họ cảm thấy ra sao nha. How do you feel after the challenge? I feel great. I got some good conditioner in my hair. You know, maybe it'll grow a little more. Okay, so how about you? I feel sticky. I just want to shower, go get some food. Yeah. Okay. Thế còn anh thì sao? Anh cảm thấy thế nào? Cảm giác rất là vui. Cảm giác mà đập được quả trứng không được rồi thì rất là mừng. Nhưng mà đến khi mà cuối cùng thì cũng bị trứng trái cuối cùng. Và trên tay chúng anh đang có 3 phần quà bí mật cực kỳ là hấp dẫn, và chúng ta sẽ trao ngay cho 3 cầu thủ của chúng ta nha. So, we have a gift for you guys. Okay. You excited? Yeah. Oh. Are you happy with our gifts? Okay. Goodbye. See ya. Vậy là chúng ta vừa trải qua một thử thách vô cùng là thú vị. Tuy nhiên là Trúc Anh khá xui một tí khi mà dính một chút trứng ở trên đầu. Tuy nhiên không sao cả, lần sau á Trúc Anh sẽ phục thù. Và thử thách tiếp theo của chúng ta sẽ là đội Hồ Chí Minh City Wings. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.